Điện máy Nam Thư, Điện máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La xin kính chào quý khách. Khuyến mại tưng bừng, chào mừng Quốc Khánh. Để tri ân khách hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020, Điện máy Nam Thư cùng thương hiệu đồ gia dụng cao cấp Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Asanzo, Sanaki, Casper tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn, bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường. Tủ lạnh Panasonic NRBV 3200 giá niêm yết 12.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 11.000.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. TV Casper 43 inch kết nối internet điều khiển giọng nói giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.300.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Quạt điều hòa Hasuka HSK 316 giá niêm yết 3.000.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 2.800.000 đồng, tặng một chậu chống dính siêu bền và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Máy lọc nước một vòi 3 chức năng Hasuka giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.990.000 đồng, tặng một máy xay sinh tố và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Bếp ga Hasuka HSK 8313 giá niêm yết 1.100.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 950.000 đồng, tặng một bộ cốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng cùng rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác đang chờ đón bạn và gia đình. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới. Máy lọc nước Livotech 107 giá cũ 3.900.000 đồng, giá đổi chỉ còn 2.900.000 đồng. Bếp ga Sunhouse giá cũ 1.250.000 đồng, giá đổi chỉ còn 650.000 đồng. Nồi cơm điện Motosi giá cũ 550.000 đồng, giá đổi chỉ còn 400.000 đồng. Chảo chống dính giá cũ 100.000 đồng, giá đổi chỉ còn 75.000 đồng. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào 16 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy SYM Elegant 110. Một giải nhất, quạt điều hòa KRC 6800. Hai giải nhì, bếp ga Hasuka 8313. Ba giải ba, quạt lửng điện cơ 91QRCO. Năm giải khuyến khích, ấm siêu tốc HQ228. Nhanh chân đến với Điện máy Nam Thư để sở hữu ngay những sản phẩm tiện ích cùng tận hưởng chương trình khuyến mại giảm giá siêu hấp dẫn. Điện máy Nam Thư cam kết bán hàng chính hãng giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín 100% sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, còn rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Điện máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La. Điện thoại 0979192992 hoặc 0987224005. Điện máy Nam Thư, nơi khách hàng đặt chọn niềm tin. Điện máy Nam Thư, Điện máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La xin kính chào quý khách. Khuyến mại tưng bừng, chào mừng Quốc Khánh. Để tri ân khách hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020, Điện máy Nam Thư cùng thương hiệu đồ gia dụng cao cấp Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Asanzo, Sanaki, Casper tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn, bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường. Tủ lạnh Panasonic NRBV 3200 giá niêm yết 12.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 11.000.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. TV Casper 43 inch kết nối internet điều khiển giọng nói giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.300.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Quạt điều hòa Hasuka HSK 316 giá niêm yết 3.000.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 2.800.000 đồng, tặng một chậu chống dính siêu bền và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Máy lọc nước một vòi 3 chức năng Hasuka giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.990.000 đồng, tặng một máy xay sinh tố và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Bếp ga Hasuka HSK 8313 giá niêm yết 1.100.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 950.000 đồng, tặng một bộ cốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng cùng rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác đang chờ đón bạn và gia đình. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới. Máy lọc nước Livotech 107 giá cũ 3.900.000 đồng, giá đổi chỉ còn 2.900.000 đồng. Bếp ga Sunhouse giá cũ 1.250.000 đồng, giá đổi chỉ còn 650.000 đồng.
Nồi cơm điện Mutoshi giá cũ 550.000 đồng, giá đổi chỉ còn 400.000 đồng. Chảo chống dính giá cũ 100.000 đồng, giá đổi chỉ còn 75.000 đồng. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào 16 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy SYM Elegant 110. Một giải nhất, quạt điều hòa KRC 6800. Hai giải nhì, bếp ga Hasuka 8313. Ba giải ba, quạt lửng điện cơ 91QRCO. Năm giải khuyến khích, ấm siêu tốc HQ228. Nhanh chân đến với Điện Máy Nam Thư để sở hữu ngay những sản phẩm tiện ích cùng tận hưởng chương trình khuyến mại giảm giá siêu hấp dẫn. Điện Máy Nam Thư cam kết bán hàng chính hãng giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín, 100% sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, còn rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Điện Máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La, điện thoại 0979192992 hoặc 0987224005. Điện Máy Nam Thư, nơi khách hàng đặt chọn niềm tin. Điện Máy Nam Thư, Điện Máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La xin kính chào quý khách. Khuyến mại tưng bừng, chào mừng Quốc Khánh. Để tri ân khách hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020, Điện Máy Nam Thư cùng thương hiệu đồ gia dụng cao cấp Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Asanzo, Sanaki, Casper tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn, bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường. Tủ lạnh Panasonic NRBV 3200 giá niêm yết 12.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 11 triệu đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. TV Casper 43 inch kết nối internet, điều khiển giọng nói giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.300.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Quạt điều hòa Hasuka HSK 316 giá niêm yết 3 triệu đồng, giá khuyến mại chỉ còn 2.800.000 đồng, tặng một chảo chống dính siêu bền và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Máy lọc nước một vòi 3 chức năng Hasuka giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.990.000 đồng, tặng một máy xay sinh tố và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Bếp ga Hasuka HSK 8313 giá niêm yết 1.100.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 950.000 đồng, tặng một bộ cốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng cùng rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác đang chờ đón bạn và gia đình. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới. Máy lọc nước Livotech 107 giá cũ 3.900.000 đồng, giá đổi chỉ còn 2.900.000 đồng. Bếp ga Sunhouse giá cũ 1.250.000 đồng, giá đổi chỉ còn 650.000 đồng. Nồi cơm điện Mutoshi giá cũ 550.000 đồng, giá đổi chỉ còn 400.000 đồng. Chảo chống dính giá cũ 100.000 đồng, giá đổi chỉ còn 75.000 đồng. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào 16 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy SYM Elegant 110. Một giải nhất, quạt điều hòa KRC 6800. Hai giải nhì, bếp ga Hasuka 8313. Ba giải ba, quạt lửng điện cơ 91QRCO. Năm giải khuyến khích, ấm siêu tốc HQ228. Nhanh chân đến với Điện Máy Nam Thư để sở hữu ngay những sản phẩm tiện ích cùng tận hưởng chương trình khuyến mại giảm giá siêu hấp dẫn. Điện Máy Nam Thư cam kết bán hàng chính hãng giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín, 100% sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, còn rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Điện Máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La, điện thoại 0979192992 hoặc 0987224005. Điện Máy Nam Thư, nơi khách hàng đặt chọn niềm tin. Điện Máy Nam Thư, Điện Máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La xin kính chào quý khách. Khuyến mại tưng bừng, chào mừng Quốc Khánh. Để tri ân khách hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020, Điện Máy Nam Thư cùng thương hiệu đồ gia dụng cao cấp Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Asanzo, Sanaki, Casper tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn, bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%.
Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường. Tủ lạnh Panasonic NRBV 3200 giá niêm yết 12.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 11 triệu đồng, tặng một ấm siêu tốc và phím bốc thăm trúng thưởng. TV Casper 43 inch kết nối internet, điều khiển giọng nói, giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.300.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phím bốc thăm trúng thưởng. Quạt điều hòa Hasuka HSK 316 giá niêm yết 3 triệu đồng, giá khuyến mại chỉ còn 2.800.000 đồng, tặng một chậu chống dính siêu bền và phím bốc thăm trúng thưởng. Máy lọc nước một vòi 3 chức năng Hasuka giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.990.000 đồng, tặng một máy xay sinh tố và phím bốc thăm trúng thưởng. Bếp ga Hasuka HSK 8313 giá niêm yết 1.100.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 950.000 đồng, tặng một bộ cốc và phím bốc thăm trúng thưởng, cùng rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác đang chờ đón bạn và gia đình. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới. Máy lọc nước Livotech 107 giá cũ 3.900.000 đồng, giá đổi chỉ còn 2.900.000 đồng. Bếp ga Sunhouse giá cũ 1.250.000 đồng, giá đổi chỉ còn 650.000 đồng. Nồi cơm điện Motosi giá cũ 550.000 đồng, giá đổi chỉ còn 400.000 đồng. Chảo chống dính giá cũ 100.000 đồng, giá đổi chỉ còn 75.000 đồng. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào 16 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy SYM Elegant 110. Một giải nhất, quạt điều hòa KRC 6800. Hai giải nhì, bếp ga Hasuka 8313. Ba giải ba, quạt lửng điện cơ 91QRCO. Năm giải khuyến khích, ấm siêu tốc HQ228. Nhanh chân đến với Điện Máy Nam Thư để sở hữu ngay những sản phẩm tiện ích cùng tận hưởng chương trình khuyến mại giảm giá siêu hấp dẫn. Điện Máy Nam Thư cam kết bán hàng chính hãng giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín, 100% sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, còn rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Điện Máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La, điện thoại 0979192992 hoặc 0987224005. Điện Máy Nam Thư, nơi khách hàng đặt chọn niềm tin. Điện Máy Nam Thư, Điện Máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Trường Khoa, Vân Hồ, Sơn La xin kính chào quý khách. Khuyến mại tưng bừng, chào mừng Quốc Khánh. Để tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020, Điện Máy Nam Thư cùng thương hiệu đồ gia dụng cao cấp Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Asanzo, Sanaki, Casper tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn, bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường. Tủ lạnh Panasonic NRBV 3200 giá niêm yết 12.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 11 triệu đồng, tặng một ấm siêu tốc và phím bốc thăm trúng thưởng. TV Casper 43 inch kết nối internet, điều khiển giọng nói, giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.300.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phím bốc thăm trúng thưởng. Quạt điều hòa Hasuka HSK 316 giá niêm yết 3 triệu đồng, giá khuyến mại chỉ còn 2.800.000 đồng, tặng một chậu chống dính siêu bền và phím bốc thăm trúng thưởng. Máy lọc nước một vòi 3 chức năng Hasuka giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.990.000 đồng, tặng một máy xay sinh tố và phím bốc thăm trúng thưởng. Bếp ga Hasuka HSK 8313 giá niêm yết 1.100.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 950.000 đồng, tặng một bộ cốc và phím bốc thăm trúng thưởng, cùng rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác đang chờ đón bạn và gia đình. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới. Máy lọc nước Livotech 107 giá cũ 3.900.000 đồng, giá đổi chỉ còn 2.900.000 đồng. Bếp ga Sunhouse giá cũ 1.250.000 đồng, giá đổi chỉ còn 650.000 đồng. Nồi cơm điện Motosi giá cũ 550.000 đồng, giá đổi chỉ còn 400.000 đồng. Chảo chống dính giá cũ 100.000 đồng, giá đổi chỉ còn 75.000 đồng. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào 16 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy SYM Elegant 110. Một giải nhất, quạt điều hòa KRC 6800. Hai giải nhì, bếp ga Hasuka 8313. Ba giải ba, quạt lửng điện cơ 91QRCO. Năm giải khuyến khích, ấm siêu tốc HQ228.
Nhanh chóng đến với Điện máy Nam Thư để sở hữu ngay những sản phẩm tiện ích cùng tận hưởng chương trình khuyến mại giảm giá siêu hấp dẫn. Điện máy Nam Thư cam kết bán hàng chính hãng giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín 100% sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, còn rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Điện máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Chiêng Khoa, Vân Hồ, Sơn La. Điện thoại 0979192992 hoặc 0987224005. Điện máy Nam Thư, nơi khách hàng đặt chọn niềm tin. Điện máy Nam Thư, Điện máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Chiêng Khoa, Vân Hồ, Sơn La xin kính chào quý khách. Khuyến mại tưng bừng, chào mừng Quốc Khánh. Để tri ân khách hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 2 tháng 9 năm 2020, Điện máy Nam Thư cùng thương hiệu được gia dụng cao cấp Hasuka và các nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Asanzo, Sanaki, Casper tổ chức chương trình khuyến mại siêu khủng, giảm giá kịch sàn, bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ trả góp lãi suất 0%. Các sản phẩm chưa bao giờ rẻ đến thế, cam kết rẻ nhất thị trường. Tủ lạnh Panasonic NRBV 3200 giá niêm yết 12.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 11 triệu đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. TV Casper 43 inch kết nối internet, điều khiển giọng nói, giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.300.000 đồng, tặng một ấm siêu tốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Quạt điều hòa Hasuka HSK 316 giá niêm yết 3 triệu đồng, giá khuyến mại chỉ còn 2.800.000 đồng, tặng một chậu chống dính siêu bền và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Máy lọc nước một vòi 3 chức năng Hasuka giá niêm yết 7.500.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 6.990.000 đồng, tặng một máy xay sinh tố và phiếu bốc thăm trúng thưởng. Bếp ga Hasuka HSK 8313 giá niêm yết 1.100.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 950.000 đồng, tặng một bộ cốc và phiếu bốc thăm trúng thưởng, cùng rất nhiều sản phẩm khuyến mại khác đang chờ đón bạn và gia đình. Hỗ trợ đổi hàng cũ lấy hàng mới. Máy lọc nước Livotech 107 giá cũ 3.900.000 đồng, giá đổi chỉ còn 2.900.000 đồng. Bếp ga Sunhouse giá cũ 1.250.000 đồng, giá đổi chỉ còn 650.000 đồng. Nồi cơm điện Motosi giá cũ 550.000 đồng, giá đổi chỉ còn 400.000 đồng. Chảo chống dính giá cũ 100.000 đồng, giá đổi chỉ còn 75.000 đồng. Đặc biệt, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra vào 16 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2020. Một giải đặc biệt, xe máy SYM Elegant 110. Một giải nhất, quạt điều hòa KRC 6800. Hai giải nhì, bếp ga Hasuka 8313. Ba giải ba, quạt lửng điện cơ 91QRCO. Năm giải khuyến khích, ấm siêu tốc HQ228. Nhanh chóng đến với Điện máy Nam Thư để sở hữu ngay những sản phẩm tiện ích cùng tận hưởng chương trình khuyến mại giảm giá siêu hấp dẫn. Điện máy Nam Thư cam kết bán hàng chính hãng giá rẻ nhất, đúng tiêu chuẩn chất lượng, dịch vụ tốt nhất, bảo hành uy tín 100% sản phẩm chính hãng. Ngoài ra, còn rất nhiều những sản phẩm khác đang áp dụng với mức giảm giá vô cùng hấp dẫn đang chờ đón bạn vào những ngày này. Điện máy Nam Thư, địa chỉ Bản Đoàn Kết, Chiêng Khoa, Vân Hồ, Sơn La. Điện thoại 0979192992 hoặc 0987224005. Điện máy Nam Thư, nơi khách hàng đặt chọn niềm tin.